nó chết gà. Đúc bánh luôn. Hai chiếc này toàn là đổ à, một chiếc là đổ chục bô, một chiếc thì đấu đầu răng me 100 ngựa. Tôi xin chào tất cả mọi người và các bạn nha. Nay mình quay chiếc máy khu ta. Ở đây là chiếc 518. Đây cũng khô ngắt là 518 cuốn ngon đó. Nhanh gọn nữa. Là rồi mà Phinomoto và chở rồi mà trời chở rơm bò hả Phinomoto 232 gắn cái móc thảy à. Này 5018 đổ lại cái chục bô à. Đổ lại chục bô. Đây có một rôm này. Thôi, gặp anh Danny à. Bữa giờ không mưa rồi cũng khô có ngát luôn. Này nấu đầu cái gì không phải đấu đầu mà đổ được bô lên chắc nó lên cỡ 60 ngựa mạnh hơn. Đó đục bô này, mình chạy nó hú ra. Chuyện đám nhỏ là gần 20 cục luôn. Nó bị đứt dây rồi.
được cào sạch đám luôn, không còn con cả. Chiếc máy bị lún rồi. Cục ruộng đây nó còn xanh mà. Đó. Cục bò nghe đã không? Trời ơi, lên khói kìa. Rồi cái chiếc đấu đầu và kéo rồi. Trời ơi, cái đầu thôi. Một tiếng đã không? Phải chiếc Supra vô hỗ trợ đây. Lúng bánh luôn. Này kéo cái giật khác nó lên. Cái chiếc 5018 nó bị dính bụng rồi. Chiếc này bực bô nổ tiếng thèm ghê hơn. Trời ơi đất xích. Công khác à. Ồ, người thấy không? Cào hết đất luôn. Cũng cào còn là đắt không? Chiếc máy đang chờ chở rôm. Đó là một chiếc Kuta M6000 với chiếc Supra đấu đầu. Bữa đây trời nắng quá trời luôn. Quá nắng luôn. Qua đám mới à. Chiếc mô tô đang chắc rôm. Chắc chương trình kết thúc video đây ha. Quay mấy kia chạy xa rồi.